Hôm nay mình chia sẻ cái món dứa xào với lòng gà nhé. Nó rất là ngon mà ăn lại đơn giản lắm. Mà ăn cái vị chua, vị mát từ dứa này, hòa quyện với cái vị giòn của lòng. Bộ lòng gà chúng ta xào với nửa quả dứa, một ít hành cần tây, tỏi, hành phi thơm đi, rất là ngon mà lại đơn giản đấy. Ít tỏi tây, ít hành tây, hành cần tây, ít tỏi, ít hành, dứa để chúng ta xào cùng. Có tiết mình cho thêm ít rau răm nữa, để tiết nó hợp với rau răm. Hành củ để chúng ta tước ra, cắt khúc khoảng 3 cm. Bây giờ mình sẽ mang đi phi thơm hành tỏi để mình xào. Còn lòng thì mình đã chuẩn bị sẵn này, mình làm sạch và sát với muối và trần lại bằng nước nóng. Cho thì ăn phở dầu ăn vào. Trước khi xào thì mình cho hơn gia vị vào cái phần lòng này nhé, chúng ta ướp hẳn lên. Nước mắm thì nó mình cho dầu nào vào, cho đảo vào trước và cho nó ngấm, sau đó mình đổ vào mình xào luôn, không cần phải ướp lâu đâu. Các bạn cho dầu vào, bột ngọt, các bạn xào kỹ cho nó gần chín thì mình mới cho các loại rau vào nhé. Xào khoảng 5 phút để cho nó chín cái phần gan và phần mề, vì cái gan cái mề này nó lâu chín. Khi nó gần được rồi nhé thì chúng ta cho dứa vào trước, cho cái nước dứa chua ngọt nó hòa quyện vào, sau đó mình cho rau vào trong, các loại rau thơm và cần tây vào trong. Các bạn nào muốn ăn nó tái thì các bạn này cho rau và sau hơn nữa nhé. Mình ăn rau không ăn rau tái nên mình cho vào sớm. Bây giờ mình chỉ cần cho ra bát và đĩa và thưởng thức thôi. Rất là nhanh và đơn giản. Như này là chín vừa, rau cũng giữ được cái độ xanh ngon và cái nước này nó cũng khô lên, nó sền sệt tại như này là được. Mình đã chia sẻ xong một cái món dứa xào với mề gà rồi đấy, mòng gà.